Thưa quý khán giả, chúng tôi xin cập nhật thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới, Việt Nam và tại Tây Ninh. Hiện tổng số ca mắc COVID-19 trên thế giới đã dược ngưỡng 53,8 triệu ca. Mỹ vẫn đang dẫn đầu bằng xếp hạng COVID-19 của thế giới. Từ ngày 10 tháng 11 đến nay, Mỹ vẫn duy trì mức tăng cao kỷ lục về ca nhiễm mới. Hiện tổng số ca nhiễm tại Mỹ đã dược ngưỡng 11 triệu ca. Ấn Độ đứng thứ hai về mức độ thiệt hại do COVID-19, hiện cũng đã ghi nhận số ca mắc gần 8,8 triệu ca. Còn Brazil đứng vị trí thứ ba trên thế giới về số ca nhiễm, hiện có hơn 5,8 triệu ca mắc. Liên quan tới diễn biến dịch bệnh COVID-19, hiện nay châu Âu đang phải đối mặt với làn sóng lây là nhiễm mới nghiêm trọng và phức tạp nhất kể từ khi dịch bệnh này bùng phát. Hôm qua Nga cho biết ngành y tế nước này đang chịu áp lực rất lớn khi các ca nhiễm mới tăng chóng mặt, trong khi khả năng ứng phó của các bệnh viện còn rất hạn chế. Hiện tình trạng quá tải đang diễn ra tại khu vực Siberia và một số vùng ở diễn đồng. Như vậy tình hình dịch bệnh Covid-19 cập nhật đến 21 giờ ngày 14 tháng 11 năm 2020 cụ thể như sau. Trên thế giới, số người nhiễm là 53.876.973 người, số ca tử vong 1.311.844 người, số ca chữa khỏi 37.618.356 người. Tại Việt Nam, số người nhiễm 1.256 người, số ca tử vong 35 người số ca chữa khỏi 1.103 người. Còn tại Tây Ninh, số người nhiễm 7 người, số ca chữa khỏi 7 người.